tụi em đi đâu mà ngày hôm qua không về, làm chị lo lắm. Chuẩn bị đồ đi rừng. Anh thấy lũ chim nó hót hay quá nên anh đứng anh nghe. Dạ đúng rồi đó anh hai. Tụi nó là lũ chim đuôi đỏ, hót hay nhất trong các loài chim đó. Công nhận tụi nó hót hay thiệt. Mà tụi nó thường tới đây lắm hả em? Sao bữa nay mới gặp? Dạ tụi nó tới đây lâu lắm rồi. Tại anh hai đi làm sớm nên không có nhìn thấy. Với lại ở đây em chỉ có tụi nó là bạn thôi à. Phần nghiệp em gái của anh quá đi. Suốt ngày thui thủi một mình nè. Mà công nhận tụi nó hót hay thiệt. Chắc cái tổ của nó cũng gần đây thôi em ha. Em cũng không biết nữa. Chỉ thấy là sáng sớm tụi nó thường đậu vòng vòng xung quanh nhà mình nè. Rồi buổi trưa thì bay đi, buổi chiều lại bay về. Chiều nay mình về sớm thử coi tổ của nó nằm ở đâu. Anh hai, anh hai à. Anh hai nghĩ gì vậy? À, anh nghĩ cái lũ chim này nó khôn thiệt. Chắc nó thấy anh lạ cho nên nó không dám xuống ăn nữa. Dạ đúng rồi anh hai, tụi nó khôn lắm luôn. Khi nào thấy em á, tụi nó mới xà xuống thôi. Còn không á, thì chỉ ở vòng 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 trên cao à. Em có gói cơm để sẵn, anh hai nhớ mang theo nha. À, anh chuẩn bị hết rồi, em vô lấy giùm anh đi. Dạ. Công nhận cái lũ chim này tinh khôn thiệt. Anh hai, em có gói hai con khô với muối mè ở trong này, sao anh hai chỉ đem theo muối mè không vậy? Thôi được rồi. Anh ăn với muối mè được rồi. Em con gái phải ăn thịt ăn cá nhiều vô thì da dẻ mới tốt được. Nhưng mà em ở nhà có làm gì đâu. Anh hai đi rừng đốn củi cực nhọc, phải ăn nhiều mới đúng. Khổ ghê. Thôi được rồi, bây giờ anh ăn một con, em ăn một con, chịu chưa? Dạ. Rồi vô lấy cho anh hai đi. À, nghe anh hai dặn nè, ở bìa rừng này rất là vắng vẻ. Anh hai đi rừng rồi, em ở nhà đừng có đi đâu xa nghe chưa? Dạ. À, mà anh hai nè, ở khe suối á, em thấy có nhiều nấm mọc lên lắm. Chút nữa em ra đó hái, rồi chiều kho ăn ha. Thôi được rồi, để anh hai đi rừng, anh hai đi ngang đó rồi anh hai hái luôn cho. Em khỏi cần ra nghe chưa? Anh hai đi à? Dạ, em nhớ. Anh hai đi cẩn thận nha. Ừ. Bộ mày đuôi hả? Đứng đóng đây không thấy đi đâu, qua mặt tao làm lũi đi. Ủa có hả? Nè. Ủa? Sao đu đen sao không có đu đỏ? Chim này không vậy? Tao cũng bắt không có vậy. Ba thứ này người ta không có mua nữa. Lũ chim nó khôn lắm. Nó báo động cho nhau, nó bay hết rồi chứ còn chim này không mà. Trời ơi, mày ráng đi, ráng tìm để bán. Mắc lắm, người ta đặt mình còn hơn là mày đốn củi trong rừng nữa. Thì bây giờ mình làm cách nào cho nó đỏ cái đuôi là được rồi. Ông nội tao không biết làm sao cho đuôi nó đỏ được nữa. Con chim đuôi đỏ. Mày là thanh niên à. Mày ráng đi tìm đi. Ở nhà tôi. Nhà mày khó hả? Không. Ông chỉ nói con chim đuôi đỏ không mà tôi đâu có biết nó đang sao đâu mà tôi bắt nó. Thứ ba thứ này người ta không có mua nữa. Trời ơi mày trai tráng mà ráng đi tìm đi. Không có. Ráng tìm đi, mắc lắm. Tại sao người ta phải cần con chim đuôi đỏ? Ta cần, chắc có thể là người ta ngâm thuốc hay là gì đó, trị bệnh. Chim mà ngâm thuốc cái gì ông ơi? Tao đoán vậy thôi, tao đâu biết. Không phải đưa đây. Chi vậy? Có mấy con,
Tao có mấy con cái hùng lại được à. Tao bán tao đưa tiền mày ngang. Còn bán không được tao nhổ lông à. Làm gì? Tao nhậu. Trời ơi, con chim có chút xíu không đủ không nhét kẻ răng nữa. Thì kệ tao. Nhưng mà tôi thắc mắc nè. Chim đu đỏ chứ gì. Chừng nào tao biết tao giải đáp cho mày khỏi thắc mắc ha. Tôi đem chim tới cho ông nè. Ai đó? Dạ tôi. Dạ. Dạ. Thôi đất ơi. Ta đã dặn nhà người đem những cái con chim, cái thân đen, thân trắng đen mà đuôi nó đỏ. Thấy chưa? Mà tiếng thót á, nghe thảnh thót. Sao cái loại chim này tầm thường quá vậy hả? Tôi vừa tốn nhiều công sức á, bắt được bao nhiêu chim nè. Còn cái lũ chim mà đu đỏ đó, đặt tôi đó làm như nó biết báo đồng á. Nó bay mất tiêu hết trơn rồi. Tôi bắt được nhiêu ông làm ơn mua giùm tôi đi. Tôi đã lỡ bẫy nó rồi. Mai mốt tôi tìm chim đu đỏ cho ông. Ta đã nói với nhà ngươi lâu rồi, ta nói ta cần cái loại chim đuôi đỏ nghe chưa? Nếu nhà người có đem tới ta sẽ trả giá cao. Nếu nhà người không muốn đem về thì cứ để đó cho ta. Lần sau đem những con chim đu đỏ tới đây ta sẽ trả tiền luôn. Nghe chưa? Nhưng mà tôi đã bắt được nó rồi. Chứ hơn nữa giờ tôi hết tiền rồi. Không có gạo nữa. Bây giờ ông làm ơn mua giùm tôi đi. Tôi có mớ tiền để là tôi mua gạo để sống. Giúp giùm tôi đi. Tôi năn nỉ ông mà. Ta không cần biết cái chuyện đó. Ông mau đi tìm cái lũ chim đuôi đỏ đem tới đây. Ta sẽ trả cho ông bằng mặt nén nghe chưa? Nè. Dạ. Ta đã nói rồi. Đi về đây. Còn cái lũ chim đây. Còn cái lũ chim này để lại đó cho ta. Tức chết mà. Nếu không có những cái lũ chim đuôi đỏ thì làm sao mà ta lấy tinh khí của chú để ta cải lão hoàn đồng chứ. Ta không thể chờ đợi tên này được. Ta phải đích thân ra mà bìa rừng có làm sao. Trời ơi là trời, cái chân chết thiệt này. Mày hại tao. Mày hại tao hả? Vì mày đó mà ta không thể quá phép mày đi được. Ta có cách rồi.
Đất ơi, ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Cái gì? Mày á, cái mặt mày tao không ngờ nha. Mặt vậy mà gian xảo nha, thấy ngu vậy mà gian xảo nha. Chim nó ở chỗ này nè, chim đu rõ ở đây, sao mày nói mày không biết là sao? Ai biết đâu, thì tụi nó cũng mới tới đây thôi. Mà lũ chim này nó khôn lắm, nó thấy người lạ là nó bay nó tiêu à. Sao mày không giăng bẫy bắt nó? Thôi không được đâu, em tôi nó thương cái lũ chim này lắm, tôi mà bắt á hả, nó giận tôi đó. Tao hỏi thiệt mày nha, mày bắt không? Không. Mày không bắt, tao bắt. Thôi ông ơi. Dạ. Ông làm gì vậy? Tôi nói ông rồi, cha mẹ tôi mất sớm, em tôi nó thua thủi của một mình à. Nó chỉ có cái lũ chim đuôi đỏ này là bầu bạn với nó. Nó biết tôi bắt á, nó giận, nó không nhìn mặt tôi luôn á. Mày sao mày khờ quá. Cái bầy chim này bị bắt thì có bầy chim khác tới bầu bạn với em mày. Làm như trong rừng có bầy chim này thôi à. Mẹ, bắt đi, bán nhiều tiền lắm, phải không? Mày lấy tiền đó mày lo cho em mày phải tốt hơn không? Tôi biết rồi, tiền mà ai mà không ham. Nhưng mà tôi sợ em tôi nó biết tôi bắt, nó buồn, nó tội nghiệp nó lắm á. Khóc thấy mà ghét, ngu quá ngu đi. Tao với mày hợp tác với nhau làm bẫy bắt bầy chim này, làm sao em mày biết mày giận mày? Lỡ nó biết thì sao? Tao không chịu. Thiệt không? Ai à? Ai? Dạ. Ủi chạch rồi, không chất vô kho đi, để đầy bừa ngoài sân là sao? Rồi bỏ về. Dạ đâu có, con đang làm. Con về con đưa nắm cho em con, rồi con qua con làm tiếp. Trời ơi, thôi thôi bây giờ mày á, mày về mày chất củi vô kho đi. Bà chủ á, bà sắp sửa tiếp khách rồi, mày mà để đầy bừa ngoài sân á, bà la mày, bà chửi mày, rồi bà không có trả tiền sao? Thôi được rồi, bây giờ cứ ở bển chú làm đi, con qua con làm liền, nha. Nhớ nha, rồi, nhớ rồi, con làm liền. Nha. Dạ, dạ. Thôi bây giờ, ông về đi, rồi cái chuyện đó, tôi với ông bàn sau, bây giờ tôi mắc tạc cái chuyện của tôi rồi, nha. Ông đi về đi. Tao về hả? Ông đứng đây là lũ chim đuôi đỏ làm sao nó dám xuống? Ờ hả? Chim nó sợ người ta ha. Thôi ông về đi, nha. Ờ, tao nói cái gì mai tôi qua tôi bàn ông nha. Chim nó sợ người ta phải không? Ừ, ông đi về đi, về đi. Giúp giùm bà mấy cái bánh với. Bà ơi, bà lớn tuổi rồi, tại sao lại còn đi bán bánh? Hằng ngày á, con gái của bà đó nó đi bán. Hôm nay nó bị bệnh, bà phải đi bán thay nó. Nè, con ăn đi, ngon lắm đó. Bánh của con gái bà nó làm đó. Mua giúp giùm bà đi con. Bà còn bao nhiêu cái con mua hết cho. Chút nữa anh con về ăn luôn. Ồ, lũ chim hót hay quá. Ta rất thích nghe chim hót á. Hằng sáng là bà vẫn thường là đi ra ngoài sân vườn rải hạt tươi cho chúng nó ăn. Nhìn chúng nó tiếu tích á, dễ thương ghê á con à. Dạ. Ơ, mà sao nó không ăn, cũng không chịu hót nữa. Hồi nãy giờ nghe chúng nó hót á,
bao nhiêu mệt mỏi trong người của bà nó hết trơn à. Dạ, để con kêu chúng nó hót cho bà nghe nha. Ủa, con biết nói chuyện với chúng hả? Dạ không, nhưng mà bà sẽ thấy một điều rất là bất ngờ. Xuân đâu rồi ta? Sao để nhà cửa vậy? Xuân ơi! Xuân! Anh hai về rồi nè Xuân ơi! Đã dặn là không được đi đâu rồi. Chết rồi! Tôi chết rồi! Ông mau ra đây. Gì vậy? Gì mà ôm sòm vậy? Mặt mày hầm hừ hừ, muốn nuốt sống rồi hả? Có chuyện gì? Ông mau thả em gái tôi ra, nếu không ông không yên với tôi đâu.
Tao giữ em gái mày hồi nào mà kêu thả, giữ nó tới ông nội tao hay chi? Ông bắt em gái tôi để mà bắt cái tổ chim đuôi đỏ, ông không làm thì ai làm? Tao cũng định ăn cơm nước xong rồi qua mày hỏi tìm cách nào để bắt cái lũ chim đuôi đỏ đó. Rồi bây giờ mày nói em gái mày bị cái lung tung vậy, tao không hiểu gì hết là sao? Tôi đi làm về thấy nhà cửa trống trơn à, hạt kê dương giải khắp nhà, em tôi mất tích cùng với mấy lũ chim đuôi đỏ đó rồi. Ôi, biết đâu em mày đi đâu đó. Rồi nó về chút nó về, có gì đâu mà mày khóc. Có đâu, em tôi nó ngoan lắm, nó muốn đi đâu á thì nó mới hỏi ý kiến tôi rồi nó mới dám đi, chứ nó không dám đi như vậy đâu. Em tôi mới mất tích rồi. Rồi lũ chim sao? Mất tích rồi em cô tôi rồi. Ủa sao trùng hợp vậy? Lũ chim đua đỏ mất tích với em gái của mày một lượt là sao? Nè, hồi chiều á, tao đi ngang nhà mày, tao thấy có một bà lão nói chuyện với con Xuân, mà hai người có vẻ thân thiết lắm. Tao nghĩ là chắc họ hàng nhà mày đó. Tôi làm việc của bà con, mà bà lão lại càng không nữa. Mà bà thấy bà lão nó có quen không? Tao chưa từng gặp bà, nhưng mà có điều chân bà có tật, đi khập khểnh vậy nè. Tao đứa rồi. Gì ông? Trước khi ở nhà mày tao về á, tao thấy một bà lão tay cầm cái gậy, chân á thì đi khập khểnh. Một ông lão cũng cầm cây gậy như vậy, chân đi khập khểnh tới để đặt thao là chim đua đỏ. Bây giờ một bà lão cũng cầm cây gậy đó, chân cũng đi khập khểnh. Cháu, em gái mày mất tích tao nhớ rồi. Cái gì? Tao với mày đi. Ông nói cái gì vậy? Cái gì bà lão và ông lão? Tôi không hiểu. Nè, tao với mày đi, đi tìm ở trong làng này. Nếu mà không có em mày, tao với mày sẽ đi vào rừng. Đi cẩn thận nha ông. Biết rồi. Nhớ nhăn ông. Biết rồi. Tại chị nên tụi em mới ra nông nổi như vậy. Lão già ơi. Ơi lão già ơi, tôi tới tìm ông nè. Ai đó? Tôi. Hả? Nhà ông ở đây à? Ừ, đem chim tới cho ông nè. Sao chim đuôi đỏ của ta đâu? Hả? Không có chim đuôi đỏ, hai nhà ngươi tới đây làm cái gì? Hả? Tôi đến đây tìm em gái của tôi. Cái con nhỏ cứng đầu đó là em gái của nhà ngươi à? Nói vậy là ông đã bắt giữ em gái của tôi. Em gái của tôi đâu? Nó cứng đầu quá, nó không chịu nghe lời ta. Nhà ngươi hãy kêu nó điều khiển cái lũ chim hót đi, rồi ta sẽ tha cho nó. Nghe chưa? Được rồi, bây giờ ông hãy chỉ đi, ông giữ em gái tôi ở đâu, cho tôi gặp nó đi, rồi tôi sẽ nói với nó. Bây giờ đi theo ta. Ê, mà sao ông dắt đi vòng vòng ngoài vậy? Bình tĩnh, em có nhà người ở trên kìa. Hả? Tầm Xuân, anh Hai nè, em có sao không? Anh hai cứu em đi anh Hai. Được rồi, anh sẽ cứu em. Em hãy khiến cho lũ chim nó hót đi, anh sẽ nói cái lão già này thả em ra. Anh Hai, anh đừng có tin lời ông lão đó, ổng là một hù hỉ đó, ổng sẽ hút máu hết lũ chim rồi ăn thịt luôn anh em mình đó. Anh Hai mau chạy đi anh Hai. Nói chuyện ông là phù thủy à? Thì ra ngươi là phù thủy à? Khốn hồn thì phải làm theo lệnh của ta, nếu không ta sẽ giết chết hết. Không, ta phải cứu em của ta. Anh Hai chạy đi, anh
em xuống ơi. Không, không được giết hại anh hai tôi. Anh hai, em sẽ cứu anh. Chạy đi, bay ra đi các em, bay ra đi. Nó hết rồi. Nó hết rồi. Anh sẽ cứu em. Anh sẽ cứu em. Em ngồi xuống đây đi. Em bị chết nha. Anh sẽ băng bó vết thương cho em. Tập Xuân. Anh hai, hứa với em, hãy thương yêu lũ chim, đừng sát hại lũ chim nữa. Chúng nhỏ bé, hiền lành lắm, chúng không làm hại ai hết. Anh hai. Anh đây. Anh đừng săn bắt chúng nữa nha anh hai. Được rồi, anh hứa với em, anh không bao giờ sát hại bọn chúng nữa. Em đừng có bỏ anh nha Tâm Xuân. Em đừng có bỏ anh nha Tâm Xuân. Tâm Xuân. Nàng Tầm Xuân hiền lành tốt bụng, vì cứu anh trai và bảo vệ chim muông mà phải chết, nên người đời gọi loài hoa mọc trên dây leo này là hoa Tầm Xuân.